Fred từng mang tuyệt kỹ đánh bại Lưu Cường để đe dọa nhà vô địch Cung Lê. Trong cuộc tỉ thí với võ sĩ tán thủ Lưu Cường, Fred phát huy tốt đòn trỏ sở trường khiến đối thủ xin thua trong tình trạng mũi bị chảy máu. Chiều 29 tháng 6, cuộc tỉ thí giữa Lưu Cường và Fred diễn ra tại Hà Nội. Trận đấu trong lồng bắt giác kéo dài gần 2 phút với những pha ra đòn ấn tượng. Lưu Cường được nhắc nhở phải tránh những cú trỏ từ đối phương, song không thể đề phòng trước Fred. Sau cùng Lưu Cường bị chảy máu mũi và chấp nhận thất bại. Video trận đấu cho thấy đòn trỏ quyết định từ Forrest diễn ra ở 1 phút 58 giây. Lưu Cường né được đòn trỏ đầu tiên, song không kịp trở tay khi Forrest xoay người 360 độ, tiếp tục thúc trỏ tay trái. Đòn đánh mạnh tác động trực tiếp vào vùng mặt, khiến Lưu Cường ngã xuống sàn. Forrest vốn rất mạnh về đòn trỏ, bản thân chuẩn võ sư người Canada luôn xem đòn trỏ là niềm tự hào để thị uy sức mạnh trước đối thủ anh muốn giao đấu. Hồi tháng 5 năm 2018, Forrest từng tuyên bố với cao thủ MMA Cung Lê sẽ tàn đời nếu như ăn cùi trỏ từ anh. Cung Lê à, tôi biết cậu khỏe, vững và có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên tôi nhanh nhẹn, sử dụng nhiều kỹ thuật khéo léo và quyết tâm cao hơn. Nếu chẳng may cậu nhận đủ cùi trỏ vào đúng chỗ phát ngôn là ôi thôi, tan sự nghiệp và tàn cả cuộc đời. Forrest khiêu khích Cung Lê trên trang cá nhân. Lưu Cường là đối thủ người Việt tiếp theo trở thành bại tướng của Forrest. Trước đó võ sư phái Vịnh Xuân hạ Đoàn Bảo Châu và Hoài Linh trong trận chiến không cân sức. Lưu Cường là võ sĩ tán thủ không chuyên, từng được đào tạo bởi tên tuổi gạo cội Đào Việt Lập. Anh nặng 82 kg, trong khi Forrest nặng hơn 90 kg. Sau trận đấu, Forrest chăm sóc và thăm hỏi Lưu Cường ngay trên sàn đấu. Anh viết trên trang cá nhân: cảm ơn Lưu Cường về cuộc tỉ thí, rất vui khi giao lưu với bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Võ sư Forrest đánh bại cao thủ Lưu Cường sau cuộc tỉ thí quyết liệt. Cuộc giao thủ giữa chuẩn võ sư Forrest và võ sĩ Lưu Cường đã diễn ra vào hôm nay 29 tháng 6, với chiến thắng thuộc về cao thủ phái Vịnh Xuân Nam Anh. Trên trang cá nhân của mình, chuẩn võ sư Vịnh Xuân Nam Anh Pierre-François Forrest đã đăng tải hình ảnh cuộc giao đấu với võ sĩ Lưu Cường cùng lời cảm ơn. Cảm ơn Lưu Cường về cuộc tỉ thí này, tôi rất vui khi được giao thủ với anh. Cuộc tỉ thí diễn ra khá quyết liệt trong khoảng hơn 1 phút. Võ sĩ Lưu Cường tung ra được một số đòn đánh khá ấn tượng và giữ được thể lực rất tốt. Nhưng sau khi dính đòn trỏ, anh chảy máu ở vùng mặt và không thể tiếp tục thi đấu, đành chấp nhận thất bại trước Pierre Forrest. Chuẩn võ sư Forrest nổi tiếng sau những cuộc giao lưu với các võ sư Đoàn Bảo Châu và Trần Lê Hoài Linh vào năm 2017 với những chiến thắng tuyệt đối. Năm nay sau một tuần ở thành phố Hồ Chí Minh, cao thủ người Canada không giao đấu với ai và quyết định ra Hà Nội vào ngày 28 tháng 6. Lưu Cường là võ sĩ thuộc bộ môn tán thủ. Lưu Cường tuy không phải là võ sĩ chuyên nghiệp, nhưng từng được đào tạo bởi võ sĩ lừng danh Đào Việt Lập, cựu vô địch thế giới và được coi là một tên tuổi gạo cội của tán thủ Việt Nam. Lưu Cường cao 1m75, nặng 82 kg. Tay đấm sinh năm 1988 có một người anh trai là Lưu Ngọc Tú, từng là võ sĩ chuyên nghiệp hạng 52 kg. Trong khi đó Pierre-François Forrest sinh năm 1976, tức là già hơn Lưu Cường tới 12 tuổi, nặng 90 kg. Nên cuộc tỉ thí này được coi là cân bằng. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Forrest bất ngờ trở về Việt Nam, gạ kèo Trương Đình Hoàng và thách đấu võ sư Nguyễn Huy Tùng. Không lâu sau khi trở lại Việt Nam rồi bị võ sư Huy Tùng từ chối, chuẩn võ sư Forrest liền gửi lời mời giao đấu đến nhà vô địch boxing Trương Đình Hoàng. Sáng 22 tháng 6 vừa qua, Forrest đã trở về Việt Nam và gặp gỡ người thách đấu là võ sĩ Nguyễn Huy Tùng. Tuy nhiên thay vì tỉ thí võ công, võ sĩ Huy Tùng lại từ chối giao lưu với nhiều lý do khác nhau. Hai ngày sau khi bẻ kèo với Huy Tùng, đến hôm nay 24 tháng 6, Forrest đã đăng đàn để gửi thông điệp tới nhà vô địch boxing Trương Đình Hoàng. Vị chuẩn võ sư phái Vịnh Xuân Nam Anh muốn gửi lời giao đấu tới Đình Hoàng,
sau khi trận đấu của hai người bị đổ bể cách đây vài tháng. Chuẩn võ sư Forrest lên tiếng, khi mà tôi cất công về Việt Nam lần này là bởi trước đây anh Trương Đình Hoàng là nhà vô địch boxing đã có nhã ý mời tôi thi đấu. Tôi đã nhận lời từ Hoàng hơn một năm trước, tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho việc giao lưu đó trở thành hiện thực. Thế nhưng vì nhiều lý do mà trận đấu phải trì hoãn kéo dài, vậy nên lần này về Việt Nam, tôi rất mong anh Trương Đình Hoàng sẽ giữ lời quân tử nhất ngôn, tiếp tục thực hiện cuộc giao lưu mà trước đây chúng ta đã từng thông báo và làm cộng đồng võ thuật trông đợi. Tôi mong là anh Hoàng sẽ không làm tôi và khán giả thất vọng. Nếu như Hoàng từ chối thì lần trước, anh Hoàng là người mời tôi, còn bây giờ, tôi xin phép mời lại để hy vọng có thể cống hiến một trận đấu đẹp. Trong khi đó, Tổng đàn chủ Nam Anh Kiệt phái Vịnh Xuân Nam Anh cũng lên tiếng để mời võ sĩ Trương Đình Hoàng giao đấu. Lúc trước thì anh Hoàng đã mời Forrest thi đấu, tôi nghĩ đó là chuyện rất bình thường, bởi trên tinh thần học hỏi, nghệ thuật và thể thao, mọi người cũng đừng quá nặng nề vấn đề mời nhau thi đấu võ thuật cũng giống như mời nhau đánh cờ thôi, hãy coi võ thuật là nghệ thuật hoặc một môn thể thao, điều đó có gì là bất thường đâu. Chính bởi khi mọi người đặt nặng vấn đề hoặc khi cái tôi quá lớn thì vấn đề bỗng trở nên nghiêm trọng. Nhưng khi tôi đứng trên khía cạnh nghệ thuật, văn hóa thì tôi nghĩ rằng đây là chuyện rất bình thường. Giống như việc trước anh tôi mời ăn cơm thì bây giờ tôi mời lại anh ăn cơm vậy. Trước khi Forrest và võ sư Nam Anh Kiệt đưa ra thông điệp nói trên thì chúng tôi cũng đã có cuộc trao đổi ngắn với Trương Đình Hoàng khi được hỏi về kịch bản nối lại cuộc giao lưu võ thuật với Forrest. Võ sĩ sinh năm 1988 đã chia sẻ, chuyện giữa em và Forrest em xin không nhắc tới. Em không muốn nói hay nhận xét gì về Forrest nữa, anh cũng biết đấy. Sắp tới em bận thi đấu nhiều giải nên thời gian này chỉ muốn tập trung để tập luyện cho những giải đấu đó. Theo kế hoạch thì ngay trong tháng 7 tới, Trương Đình Hoàng sẽ cùng 4 võ sĩ khác của boxing Việt Nam sang du đấu ở Hàn Quốc. Tất cả những trận đấu này sẽ diễn ra theo thể thức boxing chuyên nghiệp. Trước đó không lâu thì Trương Đình Hoàng cũng xuất sắc hạ đo ván một võ sĩ người Thái Lan trong hiệp 1 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sáng 24 tháng 6, Forrest và một số đồng môn của anh trong môn phái Vịnh Xuân Nam Anh cũng có buổi tập với một huấn luyện viên MMA tại Việt Nam. Được biết mục đích của buổi tập này là nhằm hướng đến tổng kết luật MMA cho một số võ sĩ thuộc môn phái Vịnh Xuân Nam Anh. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Cung Lê sẽ không bao giờ đấu với Forrest vì lý do này. Bàn luận xung quanh cuộc thách đấu giữa Cung Lê với Forrest, nhiều người sẽ bảo sẽ không bao giờ có trận đấu giữa hai nhân vật này trên đất nước Việt Nam vì các lý do ABCXYZ. Vâng, có cho kẹo ngành thể thao cũng không dám đứng ra để tổ chức một trận tỷ thí như thế. Nhưng nếu ta gọi đó là một cuộc giao lưu võ học thì sao? Quyền biến một chút về cái tên gọi thì có mất gì đâu. Và trên thực tế, đã có chuyện na ná như thế này. Ngày xưa, nói thế thôi cũng chỉ khoảng 20 năm trước thôi, ở Sài Gòn này có một ông tên gọi là Trần Thanh Ngữ, mà dân làng thể thao gọi là ông Tư Ngữ, trưởng phòng thể dục thể thao quận 1. Ông Tư nổi tiếng là người có nhiều ý tưởng độc đáo, bóng đá nữ được như ngày nay là nhờ ông Tư. Aerobic, thể dục thể hình, được như ngày hôm nay cũng là nhờ ông Tư. Thời đó dân Sài Gòn ham thích môn đá gà lắm. Nó vừa thỏa cái máu ưa xem đánh nhau, vừa kèm theo món cá độ khoái khẩu. Nhưng đá gà là món cấm kỵ, công an bắt giữ lắm. Vậy mà ông Tư Ngữ làm hẳn một văn bản đóng dấu đỏ chót, gửi lên cấp trên xin tổ chức đá gà thể thao. Địa điểm tổ chức là sân Kỵ Mã trên đường Nguyễn Du, bây giờ là trung tâm thể dục thể thao quận 1, nơi có cái nhà thi đấu hay tổ chức hội chợ, cùng một rạp chiếu phim và sân bóng đá cỏ nhân tạo. Nhận được văn bản của ông Tư, sếp đùng đùng nổi giận, cho triệu tập ông khẩn cấp. Vừa gặp mặt, sếp đã quát: anh nghĩ sao mà xin tổ chức đá gà? Đây là cờ bạc trá hình. Công an bắt rầm rầm mà anh xin tổ chức là sao? Ông Tư cười sảng khoái trả lời: tôi xin tổ chức đá gà thể thao mà. Sếp chố mắt hỏi: đá gà thể thao là sao? Ông Tư thủng thẳng trả lời: hai thằng đàn ông đánh lộn với nhau ngoài đường là bị công an bắt liền,
vì tội quấy rối trật tự trị an. Nhưng hai thằng đàn ông đeo găng tay lên võ đài đánh nhau thì đó là thể thao. Vì vậy, tôi cho bịt cựa gà hết rồi mới cho nó đá nhau. Đó là đá gà thể thao. Nói nhùng nhằng vậy, ông Tư đã thuyết phục được sếp. Thế là đá gà thể thao ra đời. Có điều thiên hạ bu vô cá độ dữ quá, nên đá gà thể thao chỉ tồn tại được có non một tháng. Đấy, nếu là tôi, thì trận tỉ thí của Cung Lê với Forest sẽ là giao lưu võ học. Mời đại diện hai bên cùng ngồi lại để thỏa thuận điều lệ thi đấu, thống nhất rồi thì Ale Hấp thượng đài thôi. Chắc chắn vé vào cửa sẽ đắt như tôm tươi, kèm theo đó sẽ cho phát hành bán vé xổ số thể thao. Địa phương nào cũng có vé xổ số chiếu xổ số, rồi thì cớ gì không cho xổ số thể thao. Sau cuộc giao lưu võ học giữa Cung Lê đại diện cho MMA và Forest đại diện cho Vịnh Sơn Nam Anh, tôi sẽ duy trì tiếp cái gọi là võ đài giao lưu võ học để phục vụ cho nhu cầu thi thố giữa hàng ngàn môn phái võ thuật ở Việt Nam. Tôi tin chắc nó sẽ là một núi tiền đem về cho ngành thể thao, giảm đáng kể cái việc cứ phải ngóng cổ chờ ngân sách, trong lúc ngân sách ngày càng khó khăn. Xin các quan ngành thể thao đừng nghĩ đây là một bài viết tếu táo, mà hãy nghĩ nghiêm túc về nó. Hãy nghĩ thật thông thoáng, sao cho thoát khỏi cái vòng kim cô bảo thủ, khi ấy mới phát triển được. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip.